Kính thưa quý vị, hôm nay là đầu năm 2020, cũng sắp sửa Tết Nguyên Đán, nên là có một số mạnh thường quân có gửi về một số quà để cho Xuân Dũng trao vào cho gia đình anh Kèo, tức là gia đình có 3 người bị tâm thần đó, chỉ có anh Kèo là tỉnh tỉnh hơn, còn 3 người kia bị tâm thần, nên là giờ đây anh em đang còn soạn đồ đạc để chuẩn bị đi vào nhà anh Kèo thăm gia đình anh. Hello. Hả? Bắt tay, bắt tay. Thả xuống bắt tay. Thấy thương quá. Mới tắm xong hả? Hâu không cha gì cả. Xin chào. Xin chào. Rồi, rồi. Nặng quá. Trời ơi, dạ chào anh. Khỏe á. Ui à. Dạ. Mình để đây đi, để đây hay nặng. Làm gì hả? Làm gì? Ôi, em sửa dạ, dạ chào anh. Dạ. Cái gì vậy? Cái tóc đẹp. Cắt tóc đẹp quá vậy? Cắt tóc đi. Anh hai cắt tóc đi. Để coi anh kêu ai kìa. Kêu ai vậy? Mời. Dạ kêu đi. Thôi đứng đó thôi, khỏi đi. Kêu ở kêu đi. Đứng đó kêu thôi. Vô. Kêu. Hả? Làm gì ngoài? Vua. Vậy hả? À kêu sao? Quay đi. Quay quay chống à. À kêu 10 sao? Kêu 10 sao? Dạ. Kêu 10 à? Dạ. Ngoắc 10 cái. Dạ. À tội. Tội lắm quý vị. Thấy khách tới á, thì là chạy ra kêu người nhà về. Có 4 anh em bị tâm thần, chỉ có một người anh duy nhất là đang còn tỉnh táo để nuôi 3 đứa em. Thì nuôi 4 đứa em. Thì vừa rồi các mạnh thường quân tài trợ chính là anh Sĩ Đặng đã tài trợ xây cho cái căn nhà này. Thì rất là tuyệt vời, hôm nay cũng đỡ rồi. Quay chụp hình ha. Rồi. Chụp hình. Đẹp quá trời. Bà không xuống chơi. Ai? Đặng không xuống chơi. Sĩ Đặng hả? Ờ. Sĩ Đặng hôm nay không có xuống. Hả? Sĩ Đặng không có xuống. Nhớ quá. Nhớ hả? Ờ. Vậy hả? Cha. Quay đi. Quay đi. Rồi quay ha. Rồi nhớ Sĩ Đặng hả? Nhớ Sĩ Đặng. Rồi để điện cho Sĩ Đặng nha. Điện Sĩ Đặng nha. Không, mở ra có quà gì hầu nè. Hầu nó nhớ Sĩ Đặng đó em. Ừ. Ui, có đồng hồ luôn. Rồi xem bắt tay ha, bắt tay. Có đồng hồ luôn ha. Hết rồi. Đồng hồ. Đẹp. Cái gì vậy? Đẹp. Đây là khói hầu ơi. Tình cảm quá. Ok. Để mở quà coi. Quá trời luôn. Ô khui quà đây. Còn như để 4 bao lì xì cho 4 người nè. Ôi, quá đã luôn rồi. Lì xì Tết nè chứ. Chị này chị còn gửi bao lì xì nữa nè. Để lì xì đó. Người gái. Người gái rồi. Tuyệt vời. Nè, của hai hàng kia. Rồi. Như tiền mới. Như vậy. Như tiền mới coi. Có tiền không? Có tiền trống không? Không. Có phải không? Ồ, ngon vậy. Ngon quá ha. Ủa, ăn Tết ngon rồi. Có anh hai có không? Tết ngon rồi. Có không? Có một bóng này. Quá đã. Có trong nè. Có tiền đó. Lôi ra nè, trong nè. Móc ra nổi không?
Ui, quá đã luôn rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. 500, 500. 50 ngàn không nổi á. Hả? Ai đi lấy gì? Nè, 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 lấy gì? Ồ, đó, ai cũng có quà hết. Ồ. Trời ơi, bánh kẹo đầy đủ trơn nè. Ui, đủ bánh đủ kẹo trơn à. Quay kẹo đây. Quay ha, quay rồi, bánh kẹo, đồ áo đầy đủ. Rồi. Đang, quay đây. Dạ chào chị. Dạ. Quá mừng luôn. Dạ, khỏe ha. Dạ. Mới à. Ra kêu chị thấy thương luôn. Mới à. Cái gì đây? Nè. À cái này là cho anh lớn nè. Như gì nè, chị cho anh lớn nè. Ừ, anh lớn. Anh lớn nè. Ủa người bịch, nguyên bịch. Ừ, người bịch. Dạ chị làm ở ngoài đồng về ha. Dạ, làm gì ở ngoài chị? Chị đưa. Dạ. Chị ca nè. Bóng dạ. Nè. Dạ. Dạ. Có. Dạ. 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 Ui. Ok. Ok. Ui, đồng hồ mới ha. Anh lớn anh hai đâu? Anh hai. Nè, quên hai nè. Dạ. Đó thưa quý vị, tội lắm. Một gia đình mà tới 4 người bị tâm thần. Cũng may mắn là đợt vừa rồi đó anh Sĩ Đặng đã làm một nhà tài trợ chính, đã xây cho được một cái căn nhà. Ngày xưa đó là ở nhà tranh mà toàn bốc sỏi rồi bốc đất đá này này kia, cái có bỏ vô miệng, có nghĩa là cái gì ăn được là cứ bỏ vô miệng ăn, thấy thương lắm. Hôm nay thì cũng đỡ rồi, cuộc sống cũng đỡ đó, tuyệt vời quá. Rồi bánh quá trời luôn rồi. Cho thảo quần hay là bánh kẹo? Bánh gạo thảo. Ui, vô mở đồ coi liền ha. Quay đi. Đẹp không? Đẹp. À, đồ áo đẹp không? Đẹp. Đồ mới ha. Đây là Tết. À, giờ là Tết hả? Mới đi mới về. Dạ. Đâu có hầu đó nè. Dạ. Ăn con hầu đó nè. Dạ mẹ chúc mày. Chào. Đó mày. À, để đây nè, đó. Dành đó. Dành nói chuyện. Nói chuyện. Nói chuyện đi. Dành nói chuyện với ông sĩ, nói thử. Nhớ ông sĩ. Thế. Thế không? Dạ chào anh. Khỏe. Dạ. Đó mày. Khỏe. Đó mày. Rồi được rồi, nói anh sĩ không có hiểu. Dạ, anh sĩ không có hiểu được nhiều đâu. Rồi ok. Rồi đi tham quan nhà chút xíu, rồi nói chuyện với Dũng chút nè. À chào chị. Anh đi con khi nào? Ông mừng quá. Ông có tưởng không cởi quần thay luôn. Chị này chị. Hello, hello đại ca. Dạ, vui lắm đại ca ơi. Quay thôi. Ồ, có đồ mới nè, có đồ mới nè. Quá mừng luôn nè, giống nhau nè. Thôi xin thôi, giống không? Nè, giống không? Giống không? Nè, chín nè, mười nè. Chín mười. Chín nè. 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 Anh Hoa, tôi đánh. Rồi, ok. Rồi, được rồi đó, được rồi. Rồi, ok. Chúc sức khỏe mấy anh nha, cho em nói chuyện với anh sĩ chút xíu. Anh vào khi nào? Anh vào lúc kia. Trời, ông. Đồ mới đây đó hả? Mặc đồ mới vô vậy đó ha. Đồ mới này. Ôi trời ơi, đẹp. Đẹp dữ. Dạ dạ. Anh vô ơi. Dạ dạ. Rồi. Anh chạy ra xe trước nha. Chào. Bây giờ đi luôn. Dạ. Ok vậy tụi em đi luôn, anh lo công việc đi, tụi em còn mấy cái việc nữa.
rồi chúc cái một hai năm gặp lại nha. Rồi, dạ, cái gì rồi, gặp lại sau rồi tạm biệt. Ờ, ok, chào tạm biệt nha. Dạ, rồi chào anh, chào anh. Rồi. Ăn Tết vui vẻ nha. Rồi. Cái mùng 2 á. Dạ, ăn Tết vui vẻ. Cũng cũng có. Dạ, chào chị. Cũng gọi các anh đó nha. Dạ, dạ, dạ. Về nha. Về anh ba. Bye bye nha. Bye bye. Ông đâu vậy?